ơi mấy bạn ơi, mấy nay chơi game nhiều quá, mình bị chị mèo chửi quá trời mấy bạn ơi. Mèo nói với mình rằng á là ông mà chơi game nữa là tôi bỏ ông luôn, trời ơi trời. Bởi vậy thôi chắc anh không dám chơi game nữa. Đó đó đó, nghe tiếng đập cửa là biết qua kiểm tra đó. Cái gì vậy trời? Tôi đây nè bà nội, mở cửa mua đuôi sao không thấy? Hỏi. Kim cương đâu giữ vậy mèo? Trả đó. Đừng có trả đó. Của ông ở trong cái clip sinh tồn với địa ngục, cái bạn fan của tôi kêu tôi đem trả cho ông đây, giờ tôi trả đó, không thèm lấy nữa. Trả rồi, lấy thì trả thì lấy chứ trời ơi. Ủa cái gì đây, ta đã lấy hết kim cương của ngươi. What the? Ủa thằng nào da láo gì dám lấy kim cương của mình ta? Bro, ok, đặt nguyên cái chữ, đặt cái tên là nghe cái biết được con người là ăn cắp cỡ nào rồi. Bro, ok, được, mày lấy kim cương của ta để kiểm tra rồi xong biết ngay cái rương kiểu trong lóc vậy. Rồi thôi, kiểu giờ bữa giờ mình troll nó hơi bị nhiều các bạn, kiểu nó qua nhà mình nó lút đâu nguyên cái thùng kim cương của mình chứ đâu có nhiều đâu đúng không. Thôi kệ nó đi mấy bạn ơi, dù gì cái nhà của nó mình quánh chắc cũng bể rồi. Giờ nó lấy kim cương nó qua nó làm lóc, đang nó xây lại cái nhà của nó mấy bạn. Tội nghiệp thằng này. Cái gì nó vậy bà nội? Không có gì, tôi đang đứng dòm công đang làm gì thôi. Thì dĩ nhiên thằng bro nó lấy hết kim cương của mình rồi thì anh không biết là phải làm gì luôn. Chắc anh bây giờ đi lên lầu chơi game tiếp thôi chứ giờ làm gì trời. Có cái cúp kim cương đây nè, giá kim cương còn cả đống rương này nữa. Thôi mình cứ để rương ra đây đi mọi người. Nó kiểu mình sắp kiểu chừng mình chuẩn bị cho một cuộc đi mai các bạn. Mình sẽ đi mai đặng mình tìm thiệt nhiều đồ để về mình chất trong nhà mình xài từ từ cho nó nhiều. Ê, các bạn ơi. Rồi xong, nãy mình tính nói là mình tha cho nó mà mình nghe nó lấy kim cương của mình tính giác đồ ra mình đập nó mấy bạn. Nhưng mà kệ nó chạy rồi thì thôi chứ có sao đâu. Trời không ơi. Không chỉ là nó lấy kim cương lại hả? Gì chi, thằng trẻ trâu đó mà mèo. Em dạ, đó là thằng trẻ trâu mình nó có chấp. Quý hiếm nữa hay sao mà em đi lấy kim cương. Trời ơi, kim cương quý hiếm cái gì mấy bạn. Mà bữa giờ á, mấy bạn ơi, mình chơi Minecraft á, mấy bạn nào mà thấy á, Minecraft hình vuông hoài mấy bạn có ớn không mấy bạn? Các bạn nào ớn hình vuông chưa? Bạn nào mà nói ớn hình vuông rồi thì tất nhiên mấy bạn không phải là fan của Minecraft mấy bạn. Anh nói đùa vậy thôi. Nói vậy. Anh nói đùa vậy thôi chứ thật ra là mình cũng hơi ớn hình vuông rồi mấy bạn. Có bạn nào muốn chuyển qua vô duyên, tôi là fan cứng của Minecraft nhưng mà tôi sẽ thay đổi thế giới này của tôi trở thành Minecraft hình tròn. Thật ra không phải là hình tròn nữa mà nó sẽ thành Minecraft không còn khối vuông nữa. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy nhớ nhấn like. Nếu video này đủ 100.000 like thì anh sẽ sinh tồn tại thế giới này luôn. Và thế giới này là thế giới Minecraft không có khối vuông nha mọi người. Ok, mèo nhảy qua nhảy lại trên đầu tôi hơi nhiều rồi đó. Tôi đang bắt cua tiền nhau lại đây làm gì? Từ thôi mấy bạn nhấn like đi mấy bạn và chúng ta hãy chuyển qua thế giới Minecraft không khối vuông nha mọi người. Và để xem thế giới Minecraft không có khối vuông nó như thế nào nha mọi người. Ok, bắt đầu thế nào. Xong rồi mấy bạn ơi, chúng ta đã dịch chuyển qua thế giới Minecraft không còn hình vuông nữa. Bây giờ thì mấy bạn sẽ nhìn thấy nhà của chúng ta vẫn còn những cái hình vuông bạn, vẫn còn những khối vuông bình thường phải không. Nhưng mà bây giờ mèo làm gì vậy mèo? Gì à, chờ ông đi qua thế giới bên này xong mà tôi ngủ được mấy giấc luôn. Tào lao tôi quánh nè. Tào lao nè, bây giờ á lấy thịt ra và chúng ta sẽ bắt đầu đi sinh tồn ở Minecraft không có khối vuông. Cái khối này là khối gì? Trời ơi, cái này cái nhà của mình. Đi xuống đây bây giờ thì tất cả mọi người theo chân anh ha, chúng ta sẽ khám phá thế giới của anh mà không còn khối vuông như thế nào nha. Ok, chị Bình Đa, hello chị. Về cái khối nhà của mình nè mèo. Ở đó tôi đi qua bên đây. Trời ơi mấy bạn ơi, nhà của mình khi trong thế giới Minecraft không có khối vuông nè. Thế giới của chúng ta không có khối vuông nè. Mấy bạn ơi, đi. Này anh sử dụng shader đang cho mấy bạn nhìn thấy cho nó màu sắc nha mọi người. Wow, đẹp chưa? Ô cái hồ lava kìa. Wow, cái hồ lava này nhìn nó tròn vo, thấy chưa? Nó dần nó thành cái hồ thiệt rồi đó mọi người. Đã, mà đá nhà mình nó lủng lỗ hết trơn rồi kìa. Ủa cái nhà của mèo. Ôi nhìn thấy tôi làm tôi liên tưởng tới cái gì đó hơi kỳ nha mọi người nhìn nè. Nè. Nhà tôi thấy, thấy nhà mèo nè, mà sao nhà mèo có cái này là cái gì kỳ vậy? Sao cái âm khói của nhà tôi nó bị do vậy? Ê, cái âm khói kỳ quá hả? Ủa? Cái âm khói nhà tôi nó nhìn lạ quá vậy? Cái âm khói vậy? Từ từ, để tôi nhìn cười cái đó, cái âm khói nhà mèo. Nhà tôi nó không phải âm khói của nhà tôi. Chưa bao giờ tôi cười như vậy. Cái này là cái ống khói hả? Nè, cái ống khói nè, cái cửa sổ, cái
cái ống khói làm cho tôi suy nghĩ trừu tượng, để tôi vô nhà mèo hỏi coi. Thôi rồi, oh my god, cái nhà mèo. Wow. Cái nhà mèo nó làm lộ nguyên cái hố mà mèo cất giấu kho báu luôn nè. Sao mèo, cái hố này của tôi nó bị lộ rồi? Bây giờ có bộ xương dưới này luôn nè, trèo lên được không? Trèo lên được mèo. Ủa trèo, ơi trèo lên đi một nước một đi lên. Ok luôn mấy bạn, trèo lên được, để tôi trèo lên nhà mèo thử coi, để mình tham quan trước mấy bạn rồi mình đã sinh tồn nha. Mấy bạn nhớ cho 100.000 like để anh sinh tồn trong thế giới này nha mọi người. 100.000 like gì, cái ống khói của chị đó là tuyệt vời. Cái ống khói của mèo. Lủng nguyên cái nhà luôn kìa. Đâu? Nè nè vô đây nè coi, nó lủng nguyên cái nhà luôn chứ còn gì nữa. Ừ nè nó lủng nè. Rồi nè nó lủng nè chưa? Ôi cái ống khói sắp đặt được hết nhà luôn nè. Trời tôi biết trời mưa là sao đỡ luôn á trời. Chị sửa cái ống khói lại nha. Thôi khỏi sửa đi chị Banda, để vậy cho đặc trưng. Ôi quên quên, cái hầm mỏ đi mai của mèo như thế nào? Để tôi vô coi thử. Wow. Tuyệt vời quá vậy. Đảo à. Ok để tôi vô thử coi nào. Ồ ở đây bây giờ đây, ở đây giờ nó có 2-3 đường luôn nè mèo. Mà tối quá à, mèo có đuốc không mèo? Nè tôi nghe chị có nước để chị cắm cho. Đặt, đặt vô chị Banda đó. Đúng đây, rồi, đây, đặt vô. Đây. Ở đây chúng tôi có sắt nè, nhà mình bữa giờ thiếu sắt mai luôn. Ô bây giờ mình mai một phát là một khúc đất luôn á mèo, mày coi nè. Nó bể một lần bốn khối luôn. Bự thiệt. Ừ, bể một lần bự cho bá luôn. Đã thiệt. Ờ tính ra vậy cái này á mình đi mai tiện hơn là ổng ạ. Mấy bạn nhớ cho 100.000 like nha, để anh có thể livestream sinh tồn thế giới này cho mọi người xem. Ờ giờ này chỗ này nè, mấy cái hang gì đã lắm hút. Ừ đúng rồi, tôi thấy cũng đã lắm á mèo. Wow. Ok đạp. Mình có thể đi tận 2-3 đường luôn mà nhìn cái hang này nó vi diệu quá chưa. Ừ đúng rồi, cái hang nó vi diệu lắm á. Giờ tôi đặt cái đuốc vô đây nè. Rồi sao cái đuốc nó chìm vô trong đó luôn rồi bà nội ơi. Chìm nghiệm ở trong này luôn. Ủa đây có sắt nữa nè. Quá này đừng cùng rồi. Ừ đừng cùng thôi, đi ra đi, đi ra. Em không có để hút. Mình đi ở trong cái thế giới này không cần phải đè cắt luôn, không cần nhảy luôn. Mình đi trong thế giới này mà không, mình không cần phải nhảy mấy bạn, mình chỉ cần đi như vậy là được rồi nè, đó thấy chưa. Đi và đi và đi. Anh thích ghê luôn á. Wow, nhìn nè. Đồng ruộng vẫn bình thường. Thôi, ở đằng kia có cái thác nước kìa, đẹp quá trời luôn. Ôi, để mình chạy lên mình coi thử coi, thác nước đẹp quá mấy bạn. Ôi giời. Ông để ý nè, cái gì vậy bà nội? Có mí ruộng nè, giờ nè. Ừ, đúng rồi, nó có cái mí ruộng nè mấy bạn. Thấp xuống có cái mí ruộng. Ừ, để tôi chạy cái thác nước của tôi coi, thác nước đẹp quá. Thác nước kim cương của mình đó hả? Ủa mấy bạn ơi, anh đổi shader lại nha mọi người, để shader nhìn sáng quá anh không thấy được mấy bạn. Chúng ta phải coi lại. Wow, đây là bãi cát nè mèo, đẹp quá trời đẹp luôn. Wow. Ủa cái này giờ giống bãi biển thật sự luôn nè. Cái này là bãi biển luôn chứ bãi biển thiệt sự cái gì nữa, để tôi bơi xuống đẹp nước coi. À. Cái nước rồi, này nó có cái hồ nước nè. Trời ơi trời, cái gì? Ông dòm dòm bơi bơi tôi cho ông coi này đã lắm. Cái gì cho con cái gì mèo? Ông dòm cát từ trên nó lài xuống cái nó có nước. Ừ trời ơi, ngoài mấy ngoài bãi biển đẹp đẹp á, cát nó cũng lài xuống vậy nè. Ủa đây nè, cái này lên nè, thấy chưa? Biển biển dòm nó thật lắm luôn á, dòm này dòm này. Tôi muốn lại cái chỗ cái thác nước thôi. Wow, cái thác nước đẹp quá. Ủa mà sao nước nó chảy ra ngoài kỳ vậy? Trời ơi trời, nước nó bị chảy ra ngoài kìa. Nước chảy ra ngoài. Ở chắc là nó chưa bị lỗi, nó bị lỗi kiểu chưa hoàn thành đó mấy bạn ơi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình chạy vô làng thấy con mèo để coi làng nó ra như thế nào mèo ơi. Làng wow. Ừ đúng rồi. Kiểu nãy mình đi mai mấy bạn mà mình không tìm thấy kim cương, mình không biết là trong làng kêu có kim cương này nọ không nữa. Ê sao em có chạm cái cây này nó hình tròn nữa hết. Đâu cây nào hình tròn, làng có cây nào hình tròn nè. Cái cây này ông dòm kỹ trong cây này có tròn. Ờ đúng rồi mấy bạn. Trong cái cây này nó kiểu tròn nè mấy bạn ơi. Không biết anh đập ra nè nó có hình tròn không nha. Không, đập ra thì nó bị nè nó bị thụt vô từ từ chứ nó không hình tròn mọi người. Kiểu như nó mèo cái làng kìa. Wow làng đẹp quá. Wow cái làng nó nằm trên cái núi luôn. Tuyệt vời. Oh my god. Cái này là mình em có nguyên cái đường làng màu vàng vàng kìa. Thấy cái này là từ đây là nó giống là làng mấy bạn. Ừ. Ê, mà làm tôi liên tưởng mấy cái làng mà nằm trên núi bạn đó, nó có đèn đường nè. Nó có cái đường đi, cái đường đi này đặt hơi kỳ nha mấy anh này. Ôi, sao tôi kẹt. Ui, rồi sao mà nhảy hư đất của làng luôn rồi. Banh ruộng của người ta. Không sao, để tôi đi coi. Kiểu dân làng này kiểu giàu ghê mấy bạn. Để là mấy này, mấy cái thằng thợ mỏ này kêu nó đi đâu nó không biết, nó đi kiếm kim cương về đặng cho mấy dân làng bẩn giáp mấy mèo thấy không mèo. Thấy rồi. Cũng xịn ghê trời. Đường làng nè, đảo quá chừng luôn. Mèo. Bây giờ mình đi kiếm cái nhà bà phù thủy đó coi mọi người. Nhà bà phù thủy á. Nhà bà ở đâu ta? Để tôi coi. Nếu mà cái thế giới Minecraft mà không có hình tròn. Ê, ở đây cần bệnh viện sao không qua bệnh viện coi chứ. Từ từ chị Banda, bệnh viện có ma đó, em không muốn vô bệnh viện. Để mình đi kiếm nhà bà phù thủy coi mọi người. Cái nhà. Ủa, cái đầu núi đó kìa. Ê, khoan, cái nhà này hình như là cái đường này dẫn tới nhà tôi nè. Nè. Ở cái nhà tôi đó mất tiêu rồi. Cái sông này mất cười lắm hết. Ủa cái sông này sao nó bị cái gì vậy? Cái khối này khối gì nó ảnh hưởng cái sông vậy? Cái khối này kêu bằng gì đây? Gốm sành lục lam. Oh my god. Phát bây giờ có gốm sành lục lam nè. Phát hiện ra dưới sông ông có quặng. Dưới sông này có quặng mấy bạn ơi. Ê, cái nhà của tôi đâu ta? Đi đâu ạ? Đây dòm nè. Dòm gì mèo? Nguyên một con đường tuyệt đẹp. Nguyên một con đường dưới sông luôn nè, đó thấy chưa? Sông cái này qua cái sông nó kêu bằng cái kênh đó mèo. Để tôi chờ tôi kiếm cái nhà coi. Đâu? Nè. Rồi cái cây này bị dở gốc luôn rồi. Để mình tìm nhà mình coi nhà mình ở đâu mọi người. Khi cái mắt này mình không biết nhà. Cái này nó tròn quay nè. Cái nhà tôi nè phải không? Nè, cái cửa nhà ông nè. Ủa cái cửa nhà tôi vậy, nhà tôi đâu trời? Nè, cửa đây thì. Ủa trời ơi trời. Wow. Oh my god mấy bạn ơi, cái nhà của mình nó đẹp tuyệt vời luôn. Quá. Oh. Wow. Cái nhà của
của mình nè, đẹp quá mấy bạn ơi. Ui anh muốn ở giờ lại cái nhà này ghê luôn á. Sao quá, nhà giống như anh đóng này nhóc luôn. Ờ cái này mình lắp lại được. Đúng là kim cương rồi kìa. Ờ cái nhà này mình lắp lại được. Cái này có kim cương nè, để mình đào cái. Lòi viên kim cương ra. Đào viên kim cương ra. Đào viên kim cương ra. Cái này mới gắt nè, cái này gắt nè. Cái gì? Xuống đây. Ủa cái thác nước của tôi nè mèo, đẹp ghê luôn á. Ông lên coi cái tầng hầm của ông nè hết rồi. Đâu có tầng hầm của tôi đâu. Vô coi tầng hầm của ông. Oh my god, cái này là tầng hầm nhà tôi à. Rồi luôn, đây là nguyên cái tầng hầm nhà của mình luôn nè mấy bạn. Và nó bị hở nguyên một đằng cái sau lưng luôn kìa. Trời muốn người chết ngu. Rồi để mình ra đằng sau mình coi thử coi cái nhà của mình nó như thế nào nha. Ôi cẩn thận nha, đây có cái lỗ nè, và ở đây nó mấy bạn. Ui nó bị lỗi nè, để mình giọt đồ qua không ta. Không qua. Ờ cái nó bị lỗi thôi à. Nó bị lỗi chứ mình đi là mình lọt xuống dưới đó nha. Chị Ba Đa đi thử coi chị Ba Đa. Trời đâu có chị đi mà chị chết. Xuống dưới được. Ờ té xuống thì được á, thôi để mình đi ra chỗ khác mấy bạn. Cái nhà này nhìn bên ngoài thì đẹp nhưng mà bên trong nó lủng lỗ nhiều quá. Nó như là cái áo bị rách vậy. Mình chạy qua nhà bà phù thủy coi coi. Cái nhà bà phù thủy ở đâu? Mấy bạn đâu? Ui. Ở dưới này có nguyên một cái lỗ luôn nè. Đâu? Nè. Cái núi này bị lỗ. Cái núi này bị lỗ. Cái gì mà lỗ tròn bự dữ vậy? Cái lỗ tròn do quá bự luôn. Và để tôi tìm nhà bà phù thủy cái nè. À, cái nhà bà phù thủy ở đâu ta? Đây. Ôi, bây giờ nhà nó gần nhà ông ghê đúng không? Ở cái nhà bà tôi thấy càng ngày càng đi lại gần nhà tôi hay sao ta? Ừ, làm như gần như càng lúc càng gần nhà mình thấy gì ta? Để đi vòng vòng hình như bà hôm trước là tôi lại nhà bà mà thấy bà không có nhà mày ơi. Vậy hả? Bây giờ nhà đi rồi hả? Này bà kêu bà dọn đi rồi, nói chưa bà dọn đi rồi. Bà đâu có nhà đâu. Không, nhà bà cũng bình thường à, không có gì nổi hết. Cái nhà bà cái cây này vẫn cắm trên miếng đất mấy bạn, tại miếng đất này nó phẳng quá nên cái nhà bà này không bị gì hết trơn hết á. Đúng rồi, mà thôi nãy giờ mình xàm lâu quá mấy bạn ơi, thôi mình đi tìm kim cương đi mèo, tôi đang thiếu kim cương dữ dằn luôn mèo ơi. Tìm kim cương đúng rồi. Ui cái cây này nó bị cái quái gì kỳ vậy. Như cái gỗ nó nằm ở dưới này nè và nó bị gãy hết nguyên một khúc cây luôn nè mèo. Nhiều khi nó bị uống cong á, nó uống xong nó gãy mất luôn. Thôi để tôi đi tìm kim cương coi. Ồn mà bữa giờ cái mấy bạn kiểu mình đi tìm kim cương trong Minecraft kiểu nhiều quá rồi mấy bạn, thế giới của mình không còn kim cương nữa, bây giờ mình phải tìm ở đâu ta? Ê hay là mình lại chỗ của dân làng đi mọi người. Tôi thấy kiểu mấy dân làng nó không biết là cái thằng dân làng nó đi đâu mà nó tìm được nhiều kim cương thiệt luôn á mèo. Đúng bây rồi. Giờ mình qua bển mình điều tra thử coi. Cái giếng của con ma này. Đừng cái giếng nha. Trời. Oh my god. Cái giếng này hình như đã bị mở ra rồi đúng không? Không có mở. Nhảy xuống được đâu. Rồi, lừa tôi, từ, này thì không mở nè. Rồi, xong. Trời ơi, mèo, tại sao mèo lừa tôi? Tôi không nhảy biết. Xuống dưới là trái đó, cái giếng ông bị mở rồi. Ông giờ ông đi, cái giếng này đâu có thấy gì đâu. Nhìn không thấy gì thôi chứ mình. Đó. Ủa, tôi chọn cái block xuống nè, mấy bạn coi nè, block nó tung ra ngoài luôn kìa. Ôi ơi. Vậy mà bước xuống phát, mình bước xuyên qua dưới là mình bị trúng lava đó mọi người. Ôi, mày nhìn mắc cười quá hả? Tôi không dám bước lại cái giếng đó nữa đâu. Ai làm gì làm đi. Tôi đi về, tôi đi tìm kim cương chứ tôi không muốn bước xuống cái giếng đó. Trời mấy bạn, cái giếng nó bị lời nguyện hay sao mấy bạn ơi? Mình đã lắp cái chỗ đó lại rồi, bây giờ nó hở luôn. Hai màu nữa kìa. Thôi trời ơi, cái gỗ hai màu kìa. Tôi mới thấy cái này mấy bạn thấy không? Cái gỗ ở đây một cái loại gỗ và ở trên cái loại gỗ. Oh my god. Đi trở lại cái nhà của dân làng nè. Bây giờ đường nào ta đường này. Mèo, kiểu mình chơi map này mình thuộc như lòng bàn tay luôn đó mọi người. Mà mình đi kiểu mình chơi bằng thế giới không có khối vuông nè, mình không biết đường đi luôn mấy bạn. Tuy rằng nó dễ đi thiệt nhưng mà mình không biết đường là nó đang dẫn tới đâu luôn á. Mèo đi theo tôi nào. Cứ mình đi theo quán tính đó mấy bạn ơi, mình không biết đường đi luôn. Rồi để coi mấy anh dân làng này sống sao rồi, đường xá đẹp quá trời luôn kìa, bệnh viện kìa. Con dân làng đứng đây nè. Cái cục đất ngay chỗ mà đứng cái ruộng. Thổi sáo nhảy đẹp trai cũng cho bạn cái. Cái ruộng này mắc cười lắm, như cái đầu mà đang đội nón vậy giống này nè. Cái cục đất này như cái đầu đang đội nón vậy. Mấy bạn ơi, mấy bạn cục đất này nhìn nó kiểu đúng giống cái đầu đội nón luôn á. Bạn nào ở đây vẽ thêm con mắt bên đây, vẽ con mắt bên đây, vẽ cái miệng cười nữa thì chứ y như cái đầu đội nón luôn. Ủa tôi nhớ trong làng này có cái chỗ đi mai của làng mà ta đâu rồi. Tôi không biết kiểu mấy dân làng này nó giấu hay sao mẹ ơi. Ông kiếm thử coi, tôi nhớ là trong chỗ làng này có cái chỗ đi mai. Mấy bạn ơi, kiểu mọi thứ xung quanh nó đều thành hình tròn hết nhưng mà cái bệnh viện này nó vẫn giữ nguyên cái sao hình vuông. Sao bệnh viện nó nguyên dạng quá vậy? Tôi không muốn tới bệnh viện. Rồi bây giờ mình đi tìm coi. Ê ông dân làng này bán giấy nè đúng không? Kiếm cái ông đi mai, có ông đi mai ở đâu mà có gì. Đây nè, cái ông này là cái ông đi mai nè mọi người. Mình đi thôi ổng ơi. Ông đi đâu vậy? Ông đi xuống đây. Ông đi qua đây. Ủa ông này đi đâu ta? Ông này có đi mai hay không? Ông này không biết nha, ông không biết là ông đi đâu luôn nè. Rồi nè, ông miner level 7 luôn rồi nè. Trời ơi trời, không biết là ủa cái gì vậy? Mẹ có cái bản gì nè? Cái gì? Hầm mỏ của làng cắm vô trời. Hầm mỏ của làng cắm vào. Ông giờ ông này cái hầm mỏ vậy sao vô? Vậy sao vô? Tại vậy đào ra thôi, đơn giản mà. Đào rồi, giúp tôi. Đào lần mất 4 lóc. Đào phát mất 4 lóc luôn, vậy nó mới xịn nó. Đào như vậy là nhanh lắm. Mẹ phụ tôi đào mèo. Ông đem đem. Tôi thấy hình như có cái gì sau lưng tôi đó mèo. Oh my god. Oh my god. Trời ơi, gì mấy thằng dân làng này nói vậy? Mấy bạn ơi, mấy bạn hiểu sao dân làng giàu khủng khiếp không mấy bạn? Trời ơi. Tôi đã biết tại sao dân làng của mình bán đồ hơi bị mắc rồi mọi người. Bạn toàn đồ kim cương không luôn. Đồ kim cương không nè mấy bạn nhìn nè, khen gì? Khen gì nè, khoan để tôi đi kiểm tra coi. Cái tập hôm trước tôi hỏi ủa tại sao dân làng kiểu giàu quá toàn đồ kim cương không? Giờ tôi đã hiểu lý do rồi mọi người. Tôi đã hiểu được lý do rồi. Trời ơi, còn đang đi mai nè hút. Trời ơi. Có mà giấu nha.
Trời ơi, có thằng ông trong này đứng giữ luôn nè. Đúng là làng lạ luôn. Trời ơi, mình đã tìm được cái hang kim cương của dân làng rồi mọi người. Có cái đuốc lên cây. Trời ơi, sợ ta lấy cái quốc vậy. Sợ ta lấy chạy vòng vòng ra làng nó sao. Mấy bạn, mình vừa bước vô ông đứng ông dãy kìa. Ông dãy sống vậy chứ. Luôn á chứ ông dãy cái gì? Kim cương ông dựng vậy. Ồ mẹ, cái làng của mình nó thông đúng nhà cũng nào luôn nè. Xuống kìa. Chị từ. Ông đang cái đám này hết, ông qua quay lại quay lại. Ông tắm trong kim cương luôn kìa. Ông nhúng trong kim cương. Ông cảm thấy làm sao? Người cảm thấy người em sao? Người em khỏe không? Tắm trong kim cương phải khỏe quá đúng không? Biến ra khỏi đây, cái hang này từ giờ là của tôi. Tao tao. Tao mình lắp lại luôn các bạn. Lắp lại luôn, lắp lại. Ông lên vô đây ông giỡn nè. Lắp lại. Tôi đang lắp cái hang kim cương lại, từ đây cái hang là của tôi. Ui, đây chờ đúng cái lỗ thôi, vậy là được rồi đó. Wow, mèo ơi. Ông vô đây, vô đây. Ơi, mấy bạn ơi. Oh my god. Chúng ta đã lạc vào thế giới kim cương rồi. Đây có miếng thang nghe vô duyên ghê nào. Nhưng mà kệ, tôi sẽ đào đào thử coi. Ủa, tôi khi đào một phát nó làm ôi, nó có nhiều kim cương. Trời ơi trời, nó để một phát nhìn mình đập mấy lóc luôn mấy bạn thấy không, mà đập ra văng lên có một viên kim cương à. Ở cái thế giới này á là nó hơi kỳ kỳ nha mấy bạn. Anh thấy là nó đập nhiều nhưng mà kiểu nó bể ở một lóc hay đập sao mọi người ơi. Đúng rồi, đập nhiều mà bể ít đó mọi người nè. Kiểu mình lấy kim cương quá trời luôn nè mọi người. Wow, kiểu sướng ghê nè ha. Mẹ cũng đang đi may vậy. Trời, tôi nói bữa nay tôi đi tìm kim cương cho mình tôi mà sao mèo đi may chứ vậy? Ủa, nghe nè. Cái gì? Tôi tưởng tượng cái như là cái chỗ này là kim cương vô tận á, đào hoài đào. Ừ nè, mấy bạn thử mình đào hoài coi, đào hoài coi kim cương nó thành một cái hố kim cương luôn mọi người. Đây mình đào càng lúc nó càng bự ra. Ở, cái này đang đào thẳng là sao hết ta? Ừ, tôi đang đào nè mọi người, đang đào. Ê, đào thẳng xuống chân coi ra như thế nào nha. Chị thử coi. Ê, hình như thế giới này không cho phép mình đào thẳng xuống chân nha chị Panda. Chị đào xuống đây mình phải đào vòng vòng mình nó mới thành cái hố được. Nó bị lặn qua lặn lại được. Nó phải bị lặn qua lặn lại á. Chứ mình đâu có thể nào đào xuống chân được đâu. Đào thẳng xuống chân không được mọi người. Đào đảo quá à. Đào cái này nghe sướng mấy bạn ơi. Đào hoài mà cảm thấy nó không vơi đi. Nè, tôi đào thấy hết kim cương rồi nè, phải không? Nè, tôi thấy có mấy block bình thường nè đúng không? Cái này giờ mình đang tắm ở trong kim cương. Nghe nè. Có ai để ý không? Mình đào hoài mà. Nè, tôi đào có một lỗ của kim cương nè. Nó không hề vơi đi chút nào luôn á. Đâu, tôi đào thành một lỗ chà bá với này nè bà nội ơi. Nhưng mà kim cương tôi thấy nó không có mất đi giống hết. Ừ, tại nãy giờ tôi đào phát 44 kim cương rồi mọi người. Đào hoài mà kim cương nó không mất á, hiểu không? Giờ tôi nè. Ơi, tôi không biết là mọi người còn muốn mình tới đâu nữa mọi người. Nếu mà trong thế giới này mọi người muốn tới đâu nhất, mọi người hãy để lại dưới phần bình luận để anh biết. Khi trên livestream khi đủ 100.000 like á thì anh sẽ đến mấy cái chỗ đó cho mấy bạn xem nha. Ok, đào tiếp đi mèo ơi. Tôi thấy sướng tay quá. Đào đã thiệt luôn, chưa bao giờ tôi thấy cái hang kim cương này mà nó sướng mắt cái gì. Thì đi sâu xuống không cần nhảy luôn hả? Bước lên 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 sướng quá mèo kéo nhảy luôn mèo. Chị Panda vui quá. Vui nè. Tôi đang đập rũ ở trong thế giới. Mình làm thêm một cái cây kim cương ở trong đây được không ta? Mình làm một cái cây bằng kim cương coi. Đừng ai đánh thức tôi dậy hay để tôi đào từ đây xuyên qua bên kia mình chờ thử coi nó có thành cái cây kim cương không. Mấy ai có ai hiểu được cái cảm giác mà vừa nằm mà vừa đào kim cương giống tôi không? Dòm nè, dòm nè. Đâu? Nè, dòm nè, dòm nè. Vừa nằm vừa đào kim cương. Vừa đào kim cương ở đây người ta đào vậy nó mới đã nè mình nói. Không hiểu được đâu. Cảm giác gì đào vừa đào kim cương thật là ghê quá vậy nè. Mình đào từ từ coi. Để đây nó có thang nè. Mình đào qua hang luôn, qua lớp hang này. Đó, tôi sẽ vòng vòng tôi đào kim cương được bạn ơi. Kiểu nó thành một cái cây đúng không? Mà bên này lỗ cái ở chính giữa có nguyên một cái cột kim cương luôn. Mà không biết là mình có đào được kiểu vậy không nữa mọi người. Chắc mình đang tưởng tượng. Tôi chịu anh ta chơi vui lắm nè. Thôi tôi đang đào mẹ tự tôi đào tôi lấy tầm 2-3 stack 64 kim cương cho nó sướng tay mẹo. Wow, kim cương. Nè, tôi thấy là tôi sắp được thành cái cây kim cương rồi đó mấy bạn ơi. Làm cây kim cương hả? Ừ, tôi đem làm cái cây bằng quặng kim cương nè. Đó. Em đào cái gì mà ta bị lúng xuống điều nè. Khác luôn. Nè người nằm đầu. Trời ơi trời ơi. Giờ tôi sẽ lại vòng vòng đây nè, mắc cười lắm. Từ. Coi kìa, hai người nằm đầu kìa. Nè, tôi làm được cái cây kim cương rồi nè mèo. Đó, mấy bạn thấy không? Mình cái cây hình tròn hình kim cương nè. Tôi không quan tâm, tôi đang quan tâm. Giờ hai người nằm đầu luôn rồi. Thôi, mình để hai người nằm đầu ở đây đi mọi người. Và nếu mọi người thích cái video này, mọi người hãy nhớ để lại cho anh 100.000 like nha mọi người. Bây giờ thì anh sẽ tiếp tục đào kim cương và đem kim cương về nhà. Chờ mấy bạn được 100.000 like cho cái video này thì mình sẽ làm video sinh tồn về cái thế giới của mình đó nha mọi người. Livestream ấy. Rồi bây giờ bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của anh. Bye bye.